chị ơi, em vào lại nhá. Rồi em vào lại nhá các chị nhá, chia sẻ like cho em nhá các chị nhá. Các chị chia sẻ like đi. Em vào lại nhá. Em còn cái mã này này, 620 này, em giảm nốt 150 này. Chia sẻ like đi, 60 người xem em bán. Sáu trăm hai mươi nghìn nhá, em giảm còn 150 lốt, em còn 10 cái. Có nhá, sơ mi trắng, có size 55 cân nha, 55 cân em có thể mặc cái như chị đang mặc. Con này được, keo rộng, em mặc được. 55 cân thì em phải cao 1m6. Ok, Phương Thùy. Đây nha, chị lấy con mình đỏ, chấm bi đỏ, chấm bi đỏ cho em nha các chị nhá. Chia sẻ like cho em đi, cho nhiều các chị vào xem em bán càng nhiều mẫu đẹp nha. Áo này có đỏ vàng rêu, đỏ vàng rêu các chị nhá. 620.000 nhá. Em giảm cho các chị còn 150 luôn. Đỏ vàng rêu. Đỏ vàng rêu nhá, chị lấy có bình đỏ vàng rêu. Mặc size M nhá, size S đều được nhá, Nguyễn Thu Thao. Nguyễn Thu Thao mặc size S nhá. Đỏ vàng rêu các chị nhá, rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp luôn. Đây này. Chị nào lấy có mình đỏ vàng rêu cho em. Đỏ vàng rêu 620.000, giảm còn 150. Có màu 3 màu. Size M. Size M nhá, SM. Ok, An An Nguyên. An An Nguyên ơi, trước khi đi hàng em phải chuyển khoản đủ chị mới đi nhá. Vừa nhá chị Thủy ơi. An An Nguyên 3 màu, ok, size M. Thấy Tuyền Phạm luôn, phải chia sẻ like thì mình phải bán hàng nhá. Chị Phương Thùy, chị mặc size M. 7 trần size M luôn, bởi vì em cao. 53 cân, chị mặc size M nhá. Dưới 50 cân các chị mặc S cho em. Có 3 màu nhá. Đỏ em đang mặc này. Đỏ rêu, vàng. Không mặc vừa đâu mà mang ra. Không chỉnh đâu. Sẽ lên đây rồi. Ok các chị luôn, đỏ vàng rêu các chị nhá, em còn mỗi thứ. Ok, Thảo Thảo, đỏ mờ dồn, ok. Có S là mờ nhá, nhưng mà cái form này dưới 55 cân là mặc được. Không ngắn nhá tình yêu ơi, nói chung áo sơ mi thì mùa hè tình yêu lúc nào phải kéo lên như thế này. Hoặc sắn lên, nói chung là rất là đẹp luôn, không mua cực kỳ tiếc luôn nhá. Chẳng mấy khi mà chị sale đâu, bởi vì gần Tết rồi chị mới sale thôi, chứ thực ra bình thường chị không có sale. Ok nhá, đỏ vàng rêu, tí em sẽ mặc thử màu vàng cho các chị xem. Màu lạ cũng đẹp các chị nhá. Mặc vào rất là đẹp luôn, các chị mặc mấy cả quần bò hoặc là mặc với chân váy đều đẹp. Đồng giá 150 các chị nhá. Đỏ vàng rêu, chia sẻ like đi, 150 người vào xem sẽ tặng quà cho các chị. 150 người xem tặng một áo. Ok Phương Thùy nhá. 150k một áo các chị nhá. Không có chị Thao Kiêu. Thôi chị cái máy của chị. Không có áo sơ mi dành cho người 70 cân đâu. Nói chung các chị mà có cân nặng như vậy thì các chị lên mặc áo co giãn nhá. Còn mặc áo sơ mi mà cân nặng như vậy thì nó sẽ không đẹp. Đấy là em tư vấn cho các chị như vậy. Chia sẻ like đi, 150 người xem em sẽ bắt đầu tặng quà, ok nha. Đốt đỏ dồn đơn.
có nhá, huệ đào nhá, sơ mi trắng có nhá, tình yêu nhá. Em sẽ tính từ bây giờ nhá, chị nào chia sẻ like thì em sẽ tặng quà. Ok, tí sẽ tặng nhá. Cứ chia sẻ like đi. Thu Hoa ơi, lấy đỏ hay là lấy vàng hay là lấy rêu? Sơ mi. Hàng hiệu. Năm trăm năm mươi k nhờ, năm trăm năm mã này là 620 đấy. Cho thêm một áo sơ mi trắng hoa đen, ok. Độ do thị huyền trang, ok. Lấy đi em, còn size M không gì lấy. Cảm ơn mọi người, cứ chia sẻ cho em đi, em sẽ bán hàng cho mọi người. Nếu không chia sẻ trên 5 nhóm thì em không bán hàng. Cảm ơn Tuyền Trần. Phùng Điệp ơi, lấy gì tình yêu ơi. Ok, cảm ơn mọi người đã chia sẻ like nhá. Chia sẻ đi, 150 người em tặng quà cho mọi người. 150 người xem tặng quà nhá. Rất là nhiều áo đẹp. Nhưng các chị cứ phải chia sẻ like thì em mới bán hàng. Càng đông người vào xem em càng bán hàng đẹp cho mọi người. Em không bán chân váy da. Bán mệt lắm, bây giờ gần Tết rồi em không bán đâu. Rồi, chị nào lấy comment đỏ nhá. Hết rồi gì? Không thì không bán đâu. Cái em bán thì các chị không mua, cái em không bán thì các chị lại cứ hỏi. Xong rồi lúc hỏi xong rồi gọi chốt đơn cho các chị tò te tí. Không bán. Áo đang mặc nhá, có đỏ, vàng và rêu. Chân váy em cũng đang mặc, không có bán các chị nhá. Không có đâu mẹ ơi, hết rồi. Quần bò size không có đâu, nhựa đây toàn size to thôi. 30, 31 thôi. Không bò nào được nhất là 26. Có khói em, có khói đây. Rồi, cảm ơn Diêu Nguyễn nha. Các chị ơi chia sẻ like đi, 150 người em sẽ tặng quà. Đây rất là đẹp luôn nhá. Rêu nhá, em đang mặc là đỏ nhá. Thấy mơ mộng mơ này, tình yêu lấy gì này. Nguyễn Kim Phượng rêu mà ok tình yêu này. Xong sẽ đổi nhá các chị nhá. Chia sẻ like đi, em muốn tặng quà cho các chị trước. 65 cân không vừa nhá Hương Linh. Chào Trần Trâm. Nhà anh Nguyễn rêu màu ok tình yêu. Hàng hiệu của Zaza nha các chị. Mã này 620.000 ấy, em giảm còn 150. Chị nào chưa mua được cố gắng mua các chị nhá. Rất là đẹp luôn. Cực kỳ đẹp, cực kỳ xịn luôn nha các chị. Đây này màu rêu cực kỳ đẹp luôn. Màu lạo đẹp các chị nhá. Chia sẻ like đi, 150 người xem nó tặng quà cho các chị luôn. Có nha ba ba bê. Rồi cảm ơn An Nguyên. Đây màu rêu cực kỳ đẹp luôn. Em đã bóp một cái màu rêu em mặc rồi các chị nhá. Đỏ rêu và vàng nhá. Nhà chị hết rồi. Còn quần jean nhưng mà không còn nhiều mẫu. Hết rồi. Hết quần jean rồi. Hết rồi nhá, nhà em hết quần jean rồi các chị nhá. Lúc nào về tiếp thì em lại báo các chị tiếp. Chị Nguyễn Trang ơi, chị lấy đỏ size nhỏ nhất. Ok, chị Nguyễn Trang cho số này. Ok, sống khác nha, màu rêu, sống khác ơi. Hôm trước đến nhà chị cũng tìm thấy đến shop chị đấy còn gì nữa. Các chị ơi, 110 người xem rồi, cố gắng chia sẻ like nhá. 150 người xem em tặng quà. Đây, màu vàng rất là đẹp, sống khác này. Hôm trước đến hàng, lấy hàng nhà chị rồi này. Đến shop chị rồi này, hàng có ok không tình yêu. Đây nha, màu vàng nha, của Zaza nha các chị nha.
Chào lấy con mình này, vàng này. Biết gì nữa phải cho số. Không biết còn không nghe, nếu mai mà gọi điện mà chị nào mà không nghe máy là xả đơn thì lúc đó sẽ còn cho em. Rồi, 120 người xem rồi, bây giờ chia sẻ like đi để em. Ừ, cho mờ thôi. Mặc được, không có lờ đâu nhưng mà mờ em mặc được, đẹp. Màu vàng rất là đẹp nhá, chị nào lấy comment vàng cho em nhá. Đây rất là đẹp luôn, đỏ vàng rêu nhá. Màu vàng này ở ngoài cực kỳ đẹp luôn. Ok, đồ ngâm rượu cho em số điện thoại nhá. Toàn hàng đẹp, cảm ơn tình yêu. Chị ở Hà Nội nhá tình yêu ơi, ngoài Đức Hà Nội nhá. Em tìm được đến shop chị đấy. Cảm ơn em rất là nhiều đã đến shop nhá. Mua hàng và ủng hộ cho shop nhá. À, chị ơi chia sẻ like đi, 150 người xem tặng quà. Sắp 150 người rồi, cố lên các chị. Em muốn tặng cho các chị một áo sơ mi hàng hiệu mà đối với thanh lịch đỏ cho số điện thoại nhá tình yêu. Phùng Điệp ơi, sơ mi chẳng like rồi nhá, tí nó lại like lại. Ủa, rất là nhiều kiểu mẫu áo đẹp nhá. Tí nữa em sẽ like cho các chị, cứ từ từ thôi, bình thường thôi, bình tĩnh thôi. Sơ mi trắng cũng có nhiều kiểu đẹp. Ok, nhà Nguyễn em bán shop à, nhà Nguyễn. Ừ, chị mặc thử màu rêu nhá. Chào Trần Thu Tiên. Đỏ cho số điện thoại nhá. Có áo hoa nhá, Phương Dung. Áo hoa này lúc đầu đấy. Xong khác nó cho chị lại số nhá, tình yêu. Chào Bùi Hương, sơ mi quá đẹp. Nước gì đấy? Lúc nào nói chuyện được nhé chị nha. Chị nhà mấy bộ áo nhà mượn dung đấy. Ok. Cái gì đó mình mất cả. Khi mà nó đến cái quần chân chân phải bỏ lên mình cả. Giờ nó câu nói nó là bốn cái bốn này bốn sách có hai sáu cái con đến bốn cái quần rồi. Tìm đây. Chưa chú tìm đi tìm nó mất cả. Ừ, em cứ cho số đi, không may nhân viên lại không biết. Thanh lịch là hình như có mua hàng một lần rồi nhưng mà không cho số điện thoại. Hoặc là có cho nhưng mà gọi điện chốt đơn rất là nhiều lần nhưng mà không nghe máy. Nghe cái lịch thanh lịch lại quen cực luôn. Nhớ là thanh lịch rồi, đúng rồi. Màu rêu nha các chị, chiều lấy comment rêu. Ok, sống khác nha. Biết nhà chị rồi, cứ qua nhà chị. Biết shop rồi, cứ qua shop lấy hàng. Các chị ơi, 150 người xem đi cho em để em tặng quà cho các chị áo sơ mi hàng hiệu. Em rất là muốn tặng quà cho các chị mà. Màu rêu rất là đẹp nhá, chị nào không để rêu thì chị tiếc luôn. Em bóc một cái màu rêu như em mặc rồi. À thế thì chắc là thanh lịch khác rồi, có nhiều thanh lịch. Có rêu nhá, có rêu và vàng và đỏ nhá. Đây em lên mã khác nhá. Mã này hôm trước nhiều chị tranh nhau không có này, mã này em có 10 cái nhá, không có nhiều. Mã này của em là 590.000 nhá. Em sale cho các chị còn 150 luôn. Có SM nhá, 590 nhá, xe còn 150. Chờ lấy các mình hoa trắng cho em. Hoa trắng nhá. Đây hàng hiệu của Zaza nhá các chị nhá. Chị nào lấy các mình hoa trắng cho em. Đẹp từ đường kim mũi chỉ luôn. Chờ lấy các mình hoa trắng cho em nhá. Đồng giá 150k. SM nhá. M dưới 55 cân ạ. Mặc được dưới 54 cân. M dưới 54 cân, cái form này hơi nhỏ. M dưới 54 cân. Hương Thắng, An An Nguyên. SM nhá. Đây rất là đẹp luôn, hàng hiệu của Zaza nhá các chị nhá. Cái này hôm trước tranh nhau đấy các chị ạ. Hôm nay về thêm được 10 chiếc nữa. Chị nào lấy comment hoa trắng cho em kèm số điện thoại, kèm size SM. Hoa trắng nhá các chị nhá. Đẹp từ đường kim mũi chỉ luôn, hàng hiệu của Zaza nhá các chị nhá. Cái này là bằng nhung nhá các chị nhá. Bằng nhung nhưng mà mỏng nhá, mụn nhung.
rất là đẹp luôn, nhung mỏng, đẹp ơi là đẹp luôn. Đây cho các chị xem này, không có size L, bỏ hương thẳng ra. Nguyễn Kim Phượng size M, ok. Nga Đỗ size S. Bông bi lấy size gì comment nhá. Các chị ơi, qua Tết, bây giờ Tết năm nay cũng rất là nóng, không lách đâu. Đây là các chị cố gắng trên Quỳnh Đỗ, ok M. Chan nhung cho số nhá, 53 cân mặc size M nhá Quỳnh Như. Ở đây là các chị cố gắng nhá. À sơ mi này các chị, ok bông bi size M, Hương Thắng size M. Các chị cố gắng sắm cho mình 1-2-3 chiếc của chung áo sơ mi mùa hè, các chị cứ thay đổi liên tục. Bao nhiêu cân Thu Hương? Cao hết bao nhiêu? Đây nhá, trả lời comment hoa trắng. Ôi cái này cực đẹp luôn, mặc lên sang chảnh cực kỳ luôn nhá. Vừa sang chảnh nhưng mà kiểu dạng chất tiểu thư ấy. Ok đỏ chấm bi Khánh Huyền size M, 48 cân mặc size M, RS đều được. Quỳnh Như hoa trắng ok. Đây rất là đẹp luôn nha các chị nhá. Còn một cái hai cái nữa thôi nhá là hết nhá. Hương Thắng không mặc vừa đâu. Đồ ngâm rượu ok. Đồ ngâm rượu và Quỳnh Như đúng không? Ok, cảm ơn Mai cô ơi. Các chị ơi chia sẻ like nhá. Hết rồi, hết mã đấy rồi nhá. Quỳnh Như cho lại số điện thoại nhá. Ship tỉnh 3-40k nhá. Tí nữa em sẽ lên mấy cái mã áo bánh bèo cho các chị. Đây em lên mã khác nhá. Mã này cực kỳ hot luôn. Không có nhá, Tuyên Trần Thị tí nữa có mã khác. Trần Nhung có rồi đúng không? Hoa to hơn hoa này hết rồi tình yêu. Ủa ôi cái mẫu hoa đen này đẹp quá. Tình Như hiện số điện thoại kìa. Vừa đây sai đấy. Đây nha em lên mã này nhá. Gái họ Trương ơi gọi điện chốt đôi rồi là đi rồi nhá. Ok An An Nguyên lấy một bi màu vàng. Ôi, chia sẻ like cho em đi 150 người nào. Cố gắng lên các chị 150 người để em tặng quà nào. Em đang có một cái áo sơ mi hàng hiệu của Burberry ấy. Em muốn tặng cho chị nào chia sẻ like nhiều nhất. Đạt 150 người xem em sẽ tặng cho chị đó. Đây em lên mã mới nhá. Cô Lê Phan thì em biết nhầm rồi. Lê Phan là không đủ rồi, không biết cái đủ rồi. Lê Màn rồi, đúng không? Đấy, ra cửa đi. Cái không đủ vào đấy. Đây, mã này rất là đẹp luôn. Đây, chị ở đây có bình hoa lên cho em nhá, theo hoa nhá. Trời ơi, quá đẹp luôn các chị ơi. Mã này 610.000 luôn nhá. Của hàng hiệu Zaza của em nhá. Chất này cực kỳ đẹp. Không bay, không nhão, không xù, không nhăn nhá. Các chị đứng ngồi làm bò thoải mái không bao giờ nhăn. Đứng ngồi làm bò thoải mái không bao giờ nhăn. Có trắng và đen. Có trắng và đen. Chào đời các mừng trắng đen. Hoa trắng, hoa đen. Đây các chị ơi, quá đẹp luôn nhá. Thêu nhá các chị nhá, hoa thêu nhá. Có trắng và đen nhá. Ủa ôi, đẹp lắm luôn nhá. SM nhá, trắng đen SM nhá. Hiền Trinh, không có size L. Không có size L. À ừ, An An Nguyên không lấy vàng. Bỏ vàng. Nhài Nguyên SM. Ôi đẹp lắm luôn. Màu trắng, các chị ơi màu lao đẹp. Ôi má này đẹp lắm luôn đấy các chị. Thêu nhá, hoa thêu của em đấy nhá, không phải hàng hiệu của Zaza, không phải hàng ở ngoài chợ đâu các chị nhá. Song khác size M. Nhài Nguyễn SM nhá. Hai cái SM.
trắng và đen, bốn cái tất cả. Đây nha, mặc size S nha Dung Nguyên. An An Nguyên trắng này các chị ơi. Hương Thắng size M trắng. Đây nha các chị nha, trắng và đen. Ui đẹp lắm luôn ý. Phùng Điệp, ok. Chị Phương Dung là... À Phương Dung, ở Dung Bắc Phú. Chị lấy màu gì comment lại cho em đi, cố gắng lên. Phương Thu theo trắng. Ở đâu rồi? Hoa Lê S. Trắng và đen nhá. Phương Thu S, Hoa Lê S. Nói chung là biết sao người ta thôi. Thật sự là đẹp thật luôn. Phùng Điệp này cho số điện thoại này. Quỳnh Như ơi, thật sự là hàng đẹp. Chị không biết tả như thế nào để cho nó đẹp hơn. Chị chỉ biết là quá đẹp thôi. Mai Khôi mờ màu đen, ok. Mai Khôi mờ màu đen. Phùng Điệp chốt chưa? Phùng Điệp có rồi ép. Rồi ok, Phương Thu sai hết nhá, cho số lại nhá. Đây nhá, trắng và đen nhá, theo hoa nhá các chị nhá. Cực kỳ đẹp luôn, các chị mà không lấy cực kỳ tiếc luôn. Nói chung là áo sơ mi thì các chị mặc mùa hè ai cũng cần đến áo sơ mi. Ít nhất trong tủ của các chị phải có đến 4-5 cái áo sơ mi. Nguyễn Thu Thao trắng bờ, ok. Nên là các chị cố gắng mua nhá. Cố gắng mua hàng hiệu sale nhá. Bởi vì mặc hàng hiệu sướng lắm luôn các chị ạ. Không bao giờ nhăn luôn. 150k thôi. Em lấy thêm đi Khánh Huyền ơi. Ai cũng phải cần cho mình 4-5 cái áo sơ mi là ít nhất. Có người như chị đây ạ, phải mười mấy 20 cái, 30 cái áo sơ mi cơ. Mỗi ngày mặc một cái. Rồi ok Phương Thu. Đây nha các chị nha, rất là đẹp luôn. Các chị không lấy cực kỳ tiếc luôn nhá. Nguyễn Hạnh cho số điện thoại nhá. Bình thường các chị ra chợ mua mặc cái áo trắng lên nhìn không bao giờ sang chảnh. Nhưng mà mặc cái hàng hiệu lên nhá các chị nhá. Ok, mặc hàng hiệu lên cái là biết luôn nhá các chị nhá. Theo những chị nhá, rất là cầu kỳ. Nguyễn Kim Phượng trắng mờ. Mai Ánh Tuyết trắng ép. Nguyên Hạnh kìa. Nó ăn Nguyên phải cho số nhá. Ừ xong chị like à bò. Dung Bắc Phú ghi chưa? Phương Dung ấy. Dung Bắc Phú ghi đi. Chị Dung ơi, chị lấy màu trắng hay màu đen à? Huyền 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 Nguyễn kìa. Đây. Không chẳng khác. Dung Bắc Phú chị ơi, lấy màu gì ạ? À? Vâng, toàn xanh nhỏ. Thu Hoa dồn ép đen kìa. Ghi chưa nhỉ? Ok Thu Hoa. Ghi rồi sao? Kitty Quỳnh ơi lấy gì? À màu đen, chị Dung Bắc Phú màu đen. Dung Bắc Phú màu đen chị thấy đi. Kitty Quỳnh ơi, tình yêu ơi lấy gì? Đen nhá, em đang mặc là đen nhá. Còn một cái trắng nhá, chị ơi lấy trắng luôn. Loan Nguyên trắng ép, ok Loan Nguyên trắng ép. Nhớ nhá các chị nhá, có đơn gọi điện phải nghe máy, không nghe máy là hủy đơn, chửi sắp mặt luôn.